Còn mấy cây chặt cho nó rồi. Cái chặt gì vậy? Nó che cái thụ riêng đây nè. Mẹ biết chưa? Chưa. Hay quá chị. Vậy nữa. Em có cái này. Bao nữa. Tía, con có suy nghĩ là cái này nè. Tía với con hợp tác chôn mẹ một cái đi tía. Không, chửi con bảo kê tía cho. Ừ, bảo kê. Kê tía. Vậy tía vô nhà để con làm cho. Được không? Dạ được. Dạ tí vô nhà đi đến làm cho. Rồi ok luôn. Nếu mà mẹ có hỏi gì tí đừng có nói đi chơi với tí. Nói là sao? Ý là hỏi. Ủa là hỏi gì sao? Hỏi à chú như vậy. Dạ đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Ờ thì tí đừng nói gì chơi nha. Rồi tí vô đi. Tí có hỏi con, mẹ có hỏi con là tí cũng đừng chỉ nha. Ok luôn. A few moments later. Chưa làm gì nó chặt mẹ luôn cho rồi. Mày chặt đi tao cứu cái đầu mày, người ta đang khổ buồn rồi mày chặt.
mày gần có nhà ông bà ơi. Mẹ nói gì mày chở gì nhà gì mẹ? Mày chở đi, tao đâu biết chở. Con chứ. Có đội ăn củ hủ chuối đâu mày ra kêu ra chơi. Anh hai kìa. Tao nói là tao thèm củ hủ dừa. Má kêu là củ hủ dừa. Mẹ mẹ, trong cái cây củ hủ dừa nó có cái lưỡi lưỡi gì mẹ? Lưỡi mèo. Hả? Mèo. Đây lưỡi mèo chuối. Ôi ông già. Ê mẹ, cái lưỡi mèo chuối nè. Kìa ba ra kêu chặt cái đầu mày nè. Vậy. Mẹ tí nãy giờ mẹ chửi con kìa. Vậy. Ông làm ơn chở cái này với tôi nghe mưa nó đừng báo. Vậy. Lưỡi mèo của chuối kìa. Vậy. Quá Yên ơi. Chuối hết rồi nó báo mà mưa mà tôi bệnh mà. Thì bảo thì gió vô nhà đi trời ơi còn báo luôn nữa. Chị chứ mà làm gì? Chuối này đây có buồn bán không nên chặt hết rồi à. Chặt lấy cũng một chuối mà tiếp. Đó. Củ hủ nữa, mày cha mày ăn hết đi. Rồi cha con mày ăn đi. Tao thường thường ăn chuối hả? Ai mà ăn chuối, chuối đâu mà ăn. Cái chuối này của mẹ, củ tí chứ củ không chuối đâu. Củ hủ để chú quắc mà ăn cái gì mà ăn. Rồi giờ mới chuối mày ăn nha. Dạ, hai này ở ác lắm gì mà bây giờ ăn củ hủ chuối. Tao thường thường tao ăn năng. Ôi chú trời. Ăn củ hủ chuối. Ăn củ chuối hả? Thôi. Nên ra không chửi, nghĩ gì nói con ăn năng gì định nữa. Trời em hãy với em hai khi con làm cái xếp lại mày luôn mà vô đi trời mưa tới là xét mánh. Vô đi. Vô xích nó lại mẹ. Rồi mình xích nó. Hả? Ờ bà cổng đi. Bé của hai đứa bé. Dạ thấy góc bọc chứ không. Trời ơi. Trời ơi ra cổng rồi nữa. Vô. Để xuống xuống cái chị tí. Mày đòi ăn củ chuối thì nó đặt chặt củ chuối cho mày ăn. Củ chuối mà ăn cái gì trời. Mới nghèo luôn á. Ba sao mẹ đẻ mới ăn củ chuối. Trời ơi củ chuối nó ăn hoài. Kìa mất mất mèo chuối kìa. Mất mèo chuối kìa hai. Củ kìa chú gì. Cái lan nè. Lan mà lan. Báo rồi chặt dùng cầm lum trời. Mẹ ở đây con thấy con củ chuối vậy mẹ. Con chuối nữa. Bữa nào chặt đi gom gọn lại cho ba tôi uống chút mẹ sao. Té gơn thì kìa té. Trời chứ là mấy bà ơi. Chuối ta để có trái có đồ ăn. Trời chứ nó che cả sầu riêng này tôi chặt. Chuối nằm đằng kia bà che đằng này. Trời đất ơi nè. Đánh. Chuối cái tàn mà biết bao lớn không? Che sầu riêng lép bên này thấy không? Tôi mới chặt đó. Chứ chặt đó. Cái mai đó nó che đó không chặt đi. Trời à, ơi cũng chặt bây giờ nè. Ba chứ chặt cái gì? Ờ. Ui sẵn quá. Làm la ông thùng cũng được. Mày thèm củ chuối. Còn củ chuối đâu? Có thèm củ hủ dừa ơi, chứ thèm củ chuối. Củ chuối ở đâu ra? Tí có cây dừa xiêm của mẹ dưới á tí. Tao con nè. Tao hiền mà tao. Ai biểu bà thèm mà thèm củ hủ dừa mà hủ chuối luôn được. Hai thèm. Hai thèm thì để cha đó. Còn dao đâu rồi? Mẹ em cắt rồi. Để ba nó chặt luôn. À, bà cũng rảnh quá ha. Ta đang dọn chuối đó. Mưa gió không con nghĩ gì bắt làm hoài. Đây nè, nè mày lấy rau mày chặt cái này mẹ đi rồi á. Thôi trả tiền không đó, bậy bậy. Để chơi. Mẹ kêu đế chặt kìa. Nè, rau bữa luôn đi. Chém lại đứt đầu bây giờ nè. Có xuống nữa hả? Đã nhỏ không biết mà cứ nói nữa. Không biết mà tàn làm chuyện ác không à. Còn nó lẫy nữa. Ủa là ai vậy? Chồng cái chuối nền xi măng kìa. Dạ con ở chứ ai. Chuối mày đem nền xi măng trồng mới thấy luôn hả? Cái tự nó mọc quá. Cái gì vậy? Chặt rồi mày con ơi. Má hay lắm hả? Mẹ em đem lấy mấy lá chuối em vô có bánh ăn mẹ. Có bánh gì? Cái bánh lá chuối địch. Không biết. Trời ơi, mấy gặp một chuối. Ngôi lá chuối địch. Nó cũng giỏi á. Chửi á. Vậy mày ở đây mày nghe đi, tao đi xuống. Tao nghe tiếng mẹ
đúng đi, đưa 500. Chú lớn kìa. Mận trời nắng á, ba thang nắng mận nổi. Giờ ta ra mận thì ba không trời mưa. Mưa rồi, vô đây. Hết con vậy à. Vô ai làm? Vô làm. Không như đủ thì nắng không mưa. Nếu là đó chứ con làm mẹ chửi con nữa à. Nắng không mưa, mưa không chịu. Không, ta biết, mà này biết nó mưa mẹ gì mà ra thì phá. Không, thôi ta đi vô mệt. Vô thì thường thương người ta làm thì vô chú ghẹo thì con với tía cho mẹ mà chú đừng ghẹo hả mà em mày ghẹo con chị cho mày chửi.